Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Lê Khôi Audio. Hôm nay là ngày đầu tuần, ngày thứ hai. Lê Khôi Audio gửi lời chúc đến tất cả anh em một ngày mới thật là tốt lành và có nhiều cảm hứng để tiếp tục chơi audio. Thì những anh em yêu mến Lê Khôi Audio, mời anh em cùng đăng ký kênh để cập nhật nhiều clip mới nhất, nhiều sản phẩm cũng như nhiều phối ghép do Lê Khôi Audio đăng tải, và sau đó cũng là để ủng hộ cho kênh của Khôi Audio ngày càng phát triển, được nhân rộng tới tất cả mọi người. Những người chưa biết tới, khi anh em đăng ký kênh, anh em xem hoặc anh em chia sẻ thì đó là một cái hành động rất là đẹp để những người khác biết tới, cũng có niềm đam mê. Và hôm nay là Khôi giới thiệu tới anh em một siêu phẩm Bione. Thì cặp loa này là chuyên để karaoke, bên cạnh đó anh em cũng có thể nghe nhạc rất hay vì nó được thiết kế cái dải trên quá tuyệt vời nha, cộng với hai bát thật ở dưới, hai bát 25 anh em ha nha. Thì cái cặp này Khôi đã từng từng nghe qua và hát qua, thì có một vài cái đánh giá như thế này: cái dải trên rất là mềm, rất là dịu, rất là sáng nha, còn bát rất là sâu. Hai bát rất là sâu. Nên nếu để phải so sánh với các cái dòng bô quen thuộc thì cặp này vừa có giá trị sưu tầm, vừa nhìn rất là hầm hố. Cái thứ hai là nó là cho cái chất âm rất là tuyệt vời, tại vì thiết kế theo dàn đứng, dàn cột, thì khi mình nghe thì hai cái bát ở dưới cộng lại cũng giống như là một cái bát súc. Thể hiện được cái âm trầm, còn cái chép ở trên thì nó làm cho cái dải nó dải trên nó dịu xuống, ca nó rất là vang nha. Chỉ cần ghép với một con âm ly dân vua 203 ba la mã thôi, hoặc 203 n cũng có thể đánh được nó nha. Không công suất lớn nhưng mà không có phải là phải cần đến là vang hay là đẩy nha. Bây giờ Khôi sẽ đi vào chi tiết để anh em xem cặp loa. Cặp loa còn khá đẹp ha, cái hàng vừa khui chưa lau chùi anh em ha. Nhưng mà thùng gốc vuông cạnh, chân đế bảo vệ vẫn còn anh em ha. Thì cũng không muốn mất thời gian của anh em nên Khôi đã tháo sẵn một một bên. Mình đã tháo lưới, tại vì ốc nó nằm phía trong, mình phải tháo bốn cái lưới ở trong. Bốn con ốc ở trong, tại vì cái lưới nó rất là nặng nên nó bắt buộc người ta phải bắt ốc. Anh em xem ha, rất là nặng ha. Đó, cái này là lưới nhựa anh em ha. Lưới nhựa này, lưới zin nhựa, lưới zin nhựa, lưới zin nhựa. Đây anh em ha, lưới rất nặng, một cái bằng gỗ, một cái bằng nhựa anh em ha. Anh em lưu ý, đó là thiết kế của hãng như vậy, nhưng mà lưới rất nặng nên là bắt buộc là phải bằng bắt ốc ha. Logo zin. Đây em sẽ quay chi tiết ha. Và cái cặp loa này thì các cái gân này là sử dụng gân mút anh em ha, nên cái cặp loa này đã được thân thay rồi, 4 mic và 4 chép, 4 mic 4 chép. Cái này là Lê Khôi đã thay sẵn cho anh em rồi ha, anh em về là chỉ việc cắm vào để chơi nha, cắm vào để chơi. Hình thức còn rất đẹp, cái này là bụi dơ anh em ha, có thể quét bụi là sạch. Đây thùng gốc còn rất là đẹp ha, không có bị bể vỡ. Thì cái cặp loa này nó thật với anh em á, về tới đây nó cũng gian nan vất vả lắm, nó cũng 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 rất là công phu. Đây thì không muốn mất thời gian nên Khôi cũng đã tháo ra sẵn nha, tháo ra sẵn. Bây giờ sẽ quay sát cận cận cho anh em xem, em tháo điện thoại ra nha. Đây anh em xem,
thiết kế chép rất là khủng nha. Đó. Cụm từ rất là lớn và được bọc một cái lớp lớp chống nhiễu ở ngoài nữa nha. Đó. Tiếp theo thì trong này là bốn cái mít ha, bốn cái mít thì Khôi không có tháo ra được nha. À, mình xem mặt trước rồi. Đây là bốn cái cụ loa. Đây. Cái cụ này thì cũng y chang như là cái cụ của Labo. À, cùng là bát bát 25 nha. Cụ này bát 25. À đây. À. Nó với bô là nhìn là giống một ha, anh em nhìn gân này. Gân rất là mềm, à, màng rất là nhún ha. À. Đặc biệt bên cái loa này nó có phân tần nữa. Có phân tần nữa nên nó ca hay hơn cả bô là đúng anh em ha. Đó. Đây cái cồn dây, cồn dây này là của cái loa bass này ha. Đó. Còn hai cái tù này là lên cho loa chép nha. Đó, loa chép đây. Đó. Loa chép. Đó. Ok, thì đó là hình thức ha, hình thức về cặp loa này. Còn về chất âm thì rất nổi tiếng anh em nha. Không cần phải ghép thử đâu. Đó. Những anh em nào có điều kiện hoặc là nhà mình rộng rãi cần tới cặp này thì liên hệ với Khôi để mình giao dịch, để mình đưa về chơi và trưng bày. Cái cặp này không chỉ để nghe, để hát mà còn để trưng bày, có giá trị sưu tầm rất cao. Tại vì hiện tại cặp V12 này không có nhiều trên thị trường anh em ha. Không có nhiều trên thị trường. Bây giờ em sẽ xoay lại, anh em đợi tí em gắn camera vào. Em sẽ xoay lại cái phần đít cho anh em xem. Mà nó còn rất đẹp. Anh em cũng thông cảm, tại mình có một mình thôi nên nó cũng vùng về, vừa quay vừa soạn đồ vừa dựng ha. Đó là cái mặt sau ha, cũng đúng cặp loa LR luôn anh em ha. Đó nha. Và cái cặp loa này số series nó cũng gần nhau chứ không có phải là xa quá. 02511 02515. Còn bên này 02531. Nó cách nhau có vài cái thôi, vài số thôi. Nên anh em nhìn hai cái loa nó cũng tương đối giống nhau luôn nha. Số series cách nhau. Em sẽ đưa vào xem vào cái thông số cho anh em xem luôn. Đây. Còn bụi bặm chưa lau chùi. Công suất là 360W, trở kháng là 6.3 ohm nha. Made in Japan, model là CSV12. Đó. Nói chung là tuyệt vời, nói chung là rất là hài lòng khi được về được cái cặp loa siêu khủng như thế này. Rất nặng anh em ha, cái khâu mà đóng gói thôi cặp loa này nó cũng đủ mệt rồi, nói chi là vận chuyển. Vận chuyển từ Cam về Anh Giang về Sài Gòn, về tận xe về đây rất là nhiều chi phí. Xe máy không thể chở được cặp này mà phải dùng đến xe lôi nha, xe lôi, nên chi phí cho cặp này cũng rất là nhiều và công cán đóng gói cũng rất nhiều. Nên thật sự những anh em nào có điều kiện chơi, thích sưu tầm thì ủng hộ em cặp này nha. Và cuối cùng là chúc anh em một ngày mới thật là tốt lành nha. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Khôi. Cảm ơn anh em. Video tới đây kết thúc. Hẹn anh em một cái clip giới thiệu mặt hàng khác vào lần sau.